tối đó em, chủ nhật thứ bảy gì đó tụi mình đi ăn đám cưới đó em. Nè, quay lại, cầm ly tập cưng. Check it out, Cathy thể hiện. Rồi xong một buổi tập. Ghê chưa mọi người? Mọi người thấy ghê chưa? Em sao em ngoắc cái chân chúng cái đầu nó luôn đi. Nhiều quá mà nói nhiều. Hiểu rồi mọi người ạ. À.